và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban các nẻo đường của chân con đi và lập cho vững vàng các đường lối con, chớ xây qua bên hữu hay bên tả. Hãy dời con ra khỏi sự ác. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự thương xót, sự dạy dỗ và sự dẫn dắt của Chúa và danh Chúa Jesus Christ. Của chiều nay chúng con tạ ơn Ngài và quỷ phá quyền lực bóng tối, quyền lực sự chết, quyền lực sự chân tin và tất cả những điều gì không làm vinh hiển chỉ còn mà ba ngôi Đức Chúa Trời. Tôi tối buộc nó, quỷ phá nó để dân sự Chúa được tự do để kinh nghiệm sự lớn của Đức Chúa Trời, tự do kinh nghiệm lời của Chúa và sự yêu thương của Chúa, sự tràn đầy của Chúa, sự tẩy trị của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con yêu mến Ngài nhiều lắm và tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng lớn, đấng muôn đời, đấng đầy đủ và đầy dẫy trong chúng con cảm ơn Cha, chúng con yêu mến Ngài. Xin lời của Chúa làm chúng con lớn mạnh của chiều nay và đáp ứng mọi nhu cầu trong lòng chúng con vì Ngài là đấng nâng đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tạ ơn Chúa và chúng con ra mắt Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa của chiều nay tôi cùng học với quý bạn chị em về sự mà gìn giữ cái đời sống của chúng ta, nhất là gìn giữ tấm lòng của chúng ta. Guarding your heart. Gìn giữ cái tấm lòng chúng ta để mà chúng ta được bền đổ trong Chúa. Chúng ta biết rằng ở trong Châm Ngôn, và tôi cũng đang học nhiều với quý anh bạn chị em, Châm Ngôn là một trong những sách mà đọc rất là dễ hiểu và rất là có sự dạy dỗ lớn cho chúng ta, không cần phải có thần học nhiều, không cần phải suy luận nhiều. Trong sách Châm Ngôn nó giống như là nước chảy đá mềm, hay là con trai như núi Tây Sơn, nghệ mẹ như núi trong nguồn chảy ra, tức là những cái câu mà dân gian chúng ta thường là nói là châm ngôn, hay là những sự dạy dỗ mà không có cần phải suy luận nhiều đó. Thì châm ngôn là một cái sự mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy rất rõ ràng, nhưng mà nó rất là thâm quý của chúng ta. Thấy chúng ta suy luận thì biết rằng lời của Chúa rất là có ích lợi và dạy dỗ cho chúng ta. Ở đây thì vua Salomon dạy dỗ cho dân sự của ông, và tôi không đi sâu về thần học, nhưng mà có những cái bài học mà tôi quý bà cho em thấy buổi chiều nay. Tại vì khi mà tôi và quý bà cho em suy gẫm tình hình trên thế giới và những sự mà đang xảy ra, thì có ít nhiều có những cái mà chúng ta thấy mệt mỏi, chúng ta thấy sờn lòng, có những lúc thì chúng ta thấy phấn khởi vì thấy giống như Chúa có hành động, Chúa ở cùng người này, ở cùng chỗ này chỗ kia, Chúa làm việc trong hội thánh, hay là Chúa làm việc trên tôi tới con cái của Chúa. Rồi có những lúc chúng ta nhìn vào công việc Chúa thì chúng ta nản lòng, rồi chúng ta cảm thấy thất vọng, nhất là chúng ta nhìn vào con người thì chúng ta càng thấy thất vọng hơn. Nhưng mà đó là cái chỗ mà ma quỷ nó làm cho tôi và quý bạn cho em, nó làm cho chúng ta thất vọng vì công việc của Đức Chúa Trời. Và quý bạn cho em biết rằng chúng ta không bao giờ thất vọng vì Đức Chúa Trời chúng ta không, nhưng mà chúng ta thất vọng vì công việc của Đức Chúa Trời. Tại vì mỗi người trong chúng ta có một cái ý tưởng là công việc của Đức Chúa Trời phải như thế này. Công việc Đức Chúa Trời luôn luôn có hai mặt, một là công việc của Chúa theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, và công việc của Chúa theo cái nhìn của chúng ta. Nhiều lúc công việc của Chúa theo cái nhìn của Đức Chúa Trời thì chúng ta không dám nói tới, nhưng mà chúng ta thấy cái nào thành công thì chúng ta nói là Chúa có ở cùng, chúng ta thấy thất bại thì chúng ta nói là Chúa không có ở cùng, Chúa không có chúc phước cho việc đó. Và nếu mà chúng ta nói là theo cặp mắt của chúng ta thì hãy cái gì mà có lợi, cái gì mà chúng ta cảm thấy là có ích cho chúng ta, có lợi bổ cho chúng ta, sung mãn cho chúng ta, thì chúng ta nói là Chúa có chúc phước. Và cái gì mà chúng ta cảm thấy yếu đuối mệt mỏi, thấy mà giống như Chúa không đi cùng, Chúa không có ở cùng, thì chúng ta nói là không được Chúa chúc phước. Nhưng mà chúng ta biết một điều, đó là Chúa cho chúng ta thấy rằng lời của Chúa dẫn đến ý chỉ của Ngài, và ý chí của Ngài luôn luôn là tốt lành cho công việc của Chúa. Khi mà chúng ta nói là công việc của Chúa thì chúng ta phải nói công việc của ý chỉ của Chúa, và công việc của ý chỉ của Chúa thì luôn luôn là tốt lành với những cái gì mà Ngài muốn làm cho con người. Ngài muốn con người có sự sống phải nguyên mạnh cho em. Ngài muốn con người có sự duy vật, muốn con người có một cái sự hoàn hảo, nhưng mà con người luôn luôn thất bại tại vì con người tìm cầu cái ý của Đức Chúa Trời theo ý của mình, và con người luôn luôn muốn cái ý của mình trở thành cái ý Trời. Quý vị trên đây nói thì không ai dám nhận là ý mình là ý Trời, nhưng mà thật sự quý vị trên đây luôn luôn mình cầu nguyện để được cái điều gì, cái điều lòng mình ham muốn, phải không quý vị trên? Mình luôn luôn là mình muốn điều này thì mình cầu nguyện và xin Chúa làm cái điều đó. Thì dĩ nhiên con cái của Chúa thì không có cầu cái điều ác cho người khác, nhưng mà luôn luôn cầu cái điều lợi cho mình, phải không quý bà cho em? Cầu nguyện cho thánh mình, cho gia đình mình, cho con cái của mình, những cái gì mà tốt lành nhất thì mình cầu nguyện xin cái đó. Nhưng mà quý bà cho em biết rằng nếu mà chúng ta biết ý của Đức Chúa Trời như thế nào đó, và ý của Đức Chúa Trời luôn luôn tốt đẹp hơn ý của chúng ta, thì chúng ta sẽ cố gắng học theo ý của Chúa và tìm ý của Chúa. Nhưng mà cái quan trọng nhất là không phải tìm ý của Chúa không, nhưng mà vâng theo
cái ý của Đức Chúa Trời. Tại vì lắm lúc con và Quyên và anh chị em có một cái sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, thì bởi vì mình không muốn nó, mình không thích nó, mình không chấp nhận cái điều đó, cho nên sao? Mình coi điều đó không phải là ý của Chúa, và mình tìm cách cầu nguyện ngược lại, mình đi ngược lại cái đường lối của Chúa. Và Quyên và anh chị em thấy rõ, khi mà Chúa Giêsu nói rằng mình sẽ chết trên thập tự giá thì sao? Môn đồ của Chúa cản, phải Quyên và anh chị em, tại vì Chúa nào vậy? Chúa nào mà muốn giết con của Ngài? Chúa nào mà cho vua Chúa một Chúa mà phải chết như một tội nhân? Thành ra họ cản, phải Quyên và anh chị em. Rồi xong rồi, chính Chúa Giêsu cho tới giây phút cuối cùng, mặc dù Ngài nói là Ngài sống để vâng phục cha của mình, Ngài nói những điều gì cha mình nói, Ngài làm thì những gì cha rồi mình biểu phải làm, nhưng mà đến cuối cùng thì sao? Ngài cũng có một cái tâm linh mà muốn đi ngược trở lại và nói rằng sao? Nếu có thể được, phải không? Xin chén này, xin sự chén này ra khỏi con. Nhưng mà dù sao thì cái sự vâng phục của Ngài khiến cho Ngài nói thêm một điều mà khiến Ngài thành công là sao? Nhưng mà không phải ý của con, nhưng mà ý của cha thì nên, phải không quý bạn em? Thì như vậy trong cuộc đời tôi và quý bạn em phải biết ý của Chúa. Và quý bạn em hơn là ý biết của Chúa, ta đã từng nói là đừng có tìm biết ý của Chúa nếu mà mình không muốn làm theo ý Chúa. Nhưng mà quý mạnh chúng phải biết một điều, ý Chúa không bao giờ muốn chúng ta sầu khổ. Đó là ý của Ngài, lời của Chúa nói như vậy. Ấy không phải là bổn tánh của Đức Chúa Trời mà muốn chúng ta buồn khổ. Phải không quý mạnh chúng? Đừng bao giờ nghĩ là những cái sự sầu khổ Ngài đem đến để rồi chúng ta chịu đựng và chúng ta lớn lên. Chúa không bao giờ muốn những điều đó. Cái sầu khổ lớn nhất là cái chết của tội lỗi, thì Chúa Giêsu phải chết vì chúng ta. Có nghĩa là Ngài không muốn cái ảnh hưởng tội lỗi, ảnh hưởng sự chết, ảnh hưởng của bệnh tật, ảnh hưởng của những sự buồn phiền nó trên cuộc đời tôi và quý bạn em, nhưng mà nó được gánh bởi Chúa Giêsu. Nhưng mà cái ý của Đức Chúa Trời nó tuyệt vời đến nỗi nhiều lúc tôi và quý bạn em tưởng rằng chúng ta enjoy, tức là chúng ta thỏa lòng trong ý Đức Chúa Trời, thì nó phải thỏa lòng cái phần sáng, nhưng mà thật sự nó ngược lại, thưa quý bạn em. Và tôi biết con cái của Chúa không thích nghe mấy cái này. Quý bạn em đi nhóm, có ai muốn đi nhóm để mà nghe giảng là tin Chúa phải chịu khổ không? Tin Chúa phải chịu bắt bớ, tin Chúa rồi phải chết. Đâu có ai muốn những điều đó, phải không quý bạn em? Tức là chúng ta đi theo Chúa tại sao? Muốn được phước. Amen. Và bởi vì khoái bài hát của một sư hữu mà hát là được yêu và được phước, tức là chúng ta được đặt ra để yêu và để được phước, chứ không phải để chết, không phải là để đóng đinh hay là có những cái sự nan đề xảy đến trên cuộc đời con và quý bạn em. Nhưng mà quý bạn em biết rằng cái phước của Đức Chúa Trời là chúng ta qua được những cám dỗ. Cái phước của Đức Chúa Trời là chúng ta sống mà không lụy thuộc vào cái ảnh hưởng của tội lỗi. Và quý bạn em biết rằng tội lỗi làm việc trên cái xác thịt, và sự sống làm việc trên thần linh của Đức Chúa Trời, tức là cái tâm linh chúng ta. Nên nhớ điều đó, đó là cái chìa khóa của sự thành công, chìa khóa của sự đắc thắng, chìa khóa của sự lớn lên trong Chúa, là chúng ta không chịu dưới sự ảnh hưởng của xác thịt. Tại vì nếu chúng ta chịu xác thịt, ma quỷ nó sẽ làm việc trên đó và nó thắng. Nếu mà chúng ta chịu thánh linh thì ma quỷ nó sẽ thất bại, và thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ có cơ hội để làm việc sự sống của Ngài trên tôi và quý bạn cho em. Chỉ như vậy thôi. Và nên nhớ là thánh linh với lại xác thịt nó đi ngược với nhau. Và tôi đã giảng nhiều, quý bạn cho em biết nhiều, cái gì mà làm cho xác thịt chúng ta thỏa lòng thường thường nó đi ngược lại với thánh linh. Phải quý bạn cho em. Chúng ta muốn sao? Cầu nguyện ngắn mà được Chúa trả lời, đúng không? Chúng ta muốn bệnh, chúng muốn bệnh thì được Chúa trả lời liền. Chúng ta muốn thiếu thì được Chúa chăm sóc liền. Cái gì của chúng ta cứ nghĩa là hãy mà phần sáng mà khổ ít chừng nào, phần sáng mà không có phải chịu thiệt thòi hay là không có mệt mỏi đó, là chúng ta thỏa mãn với điều đó. Chúng ta muốn cái gì nó cũng phải mạnh, nó phải tươi tốt, thì cái đó là nó thỏa mãn phần sáng. Giống như đâu có ai muốn đói mà chúng ta muốn no. Phải nguyên bạn cho em, chúng ta ăn mà đâu phải ăn mà phải kiên cử, ăn mà phải muốn ăn ngon, ăn mỡ, ăn những cái điều gì mà nó không bổ dưỡng cho mình, tức là luôn luôn như vậy cái phần xác của mình. Và cái đời sống tâm linh của chúng ta như vậy, có những lúc á chúng ta ưa chiều theo cái phần xác thịt, nhưng mà chúng ta muốn được phước phần linh mà nó không bao giờ đi chung với nhau hết. Nhưng mà tôi không giảng một tin lành mà bị mất phước, tôi không giảng một tin lành mà giống như bị thiệt thòi, giảng một tin lành mà chịu đựng. Đó là lý do quý bạn cho em thấy rằng nhiều người nói rằng một sự tin lành nó sướng quá, tin Chúa thì được đi xe hơi, nhất là dần trên TV thấy mấy ông giảng giàu, giảng cả ngàn người, hội thánh cả ngàn người, cả chục ngàn người, xong rồi quyên tiền quá chừng luôn, cả triệu, cả trăm triệu, mỗi lần mà dân hiến thì có khi cả triệu rồi, xong rồi bằng áo vest, có người thì đi máy bay, rồi tức là tài sản rồi rất là dư dật, rồi được lấy vợ nữa,
rất là sung sướng. Quý bà anh chị em biết rồi, rồi tín đồ yêu mến thì là nhiều người nói là tin lành tin Chúa thì sướng quá, không phải khổ như mấy ông cha thì không được lấy vợ, rồi không có tài sản gì hết. Và tôi cũng thấy nhiều lúc cũng tội nghiệp, quý bà anh chị em thấy nhiều lúc có những ông cha mà khi mà về già rồi đó thì vô những cái chủng viện rồi ở chờ chết thôi chứ đâu có làm được gì nữa rồi, đâu có gia đình thân nhân gì nuôi rồi cứ như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta đâu phải vậy quý mình cha. Đức Chúa Trời chúng ta nói phải, chúng ta phải bỏ mọi sự mình theo Chúa, chứ không có nghĩa là vì Chúa mà chúng ta không tận hưởng mọi sự. Chỉ có là đừng có tận hưởng mọi sự rồi nó giếng cái phần xác của chúng ta và phần hồn chúng ta. Tại vì tất cả những gì mà Chúa ban cho ở trên trần thế này với cái một mục đích là làm cho chúng ta thỏa mãn để tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta sống một cuộc đời mà chúng ta thấy rằng Chúa có ở cùng chúng ta. Chúa có chúc phước cho tới thùng và vợ lẫm chúng ta, Chúa phước cho mấy gia đình chúng ta, Chúa phước cho hội thánh, chứ không phải sống mà cực khổ, sống mà không ăn được, không uống được, rồi không lấy vợ được, không làm được cái này. Chúa không bao giờ muốn những điều đó, tại vì đó là cái con người. Con người là muốn áp chế phần xác để theo Chúa, nhưng mà Chúa nói rằng khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta sẽ thắng phần xác. Hai cái khác nhau, quy mình cho này không? Tất cả những tôn giáo trên đất này đều phải áp chế thần xác mới theo Chúa được. Dầu Công giáo hoặc dầu Phật giáo, dầu bất cứ một cái đạo nào trên đất thì phải điều khiển được cái phần xác, phải ép chế nó, phải quý mạnh cho em. Phải là phải không được ăn uống, không được đi theo những cái tình dục hay những cái đòi hỏi của phần xác này nọ, rồi không được giết kiến, cũng không được giết rồi, cũng không được đặt với là cái gì đó. Tất cả cái những cái điều mà phải giống như điều khiển cái phần xác để mà có thể tu được. Nhưng mà tôi dùng chữ con người, đối với Đức Chúa Trời thì khi chúng ta thì Chúa tức là tu, đi theo Chúa thì chúng ta tu được thì chúng ta sẽ giết được cái phần xác của chúng ta, chứ không phải giết được cái phần xác rồi mới đi theo Chúa được. Nhưng mà như vậy thì quý bạn cho em thấy theo Chúa không phải là cái hành động phía bên ngoài, nhưng mà theo Chúa là cái hành động phía bên trong, và từ bên trong của chúng ta mà chúng ta điều khiển và chúng ta đã thắng. Tôi muốn chia sẻ quý bạn cho em để thấy rằng khi mà chúng ta đọc lời Chúa đó, thì giờ từ câu 23 của Châm Ngôn đoạn 4, quý bạn cho em coi với tôi Châm Ngôn đoạn 4 từ câu 23 lần nữa. Thứ nhất quý bạn cho em thấy là tôi không nói nhiều về điều này, tại sẽ đi xa bài giảng của tôi, nhưng mà khi mà chúng ta chăm chỉ về lời của Đức Chúa Trời và nghe đang nghe lời của Đức Chúa Trời qua tôi tới với Chúa hay là những người dạy lời của Chúa đó, và chúng ta nhớ chớ để những lời đó ra khỏi mắt chúng ta rồi và giữ lấy lòng chúng ta, thì quý mạch em coi câu 23, lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể. Lời của Chúa bổ cho hồn linh thể xác chúng ta. Tôi không tin là theo Chúa chỉ có ích lợi cho phần linh. Có nhiều người nói là theo Chúa sẽ không được đáp ứng những nhu cầu của phần xác, nhưng mà chỉ có cái linh chúng ta được sống vào khi thiên đàng thì chúng ta được sống với Chúa miên viện, đó là cái linh, phải nguyên mạnh cho em. Nhưng mà ở trên đất này thì Chúa không đáp ứng cái phần xác của chúng ta thì đó là sai trật. Tại vì lời của Chúa cho chúng ta thấy rõ là Ngài chết trên thập tự giá để đáp ứng cả hai chúng ta, tức là hồn linh và thể xác. Dĩ nhiên linh là cái mà Chúa ban cho chúng ta để có sống đời đời, nhưng mà có phải cái xác là cái hồn của chúng ta Chúa cũng đáp ứng trên thập tự giá? Đó là lý do mà Chúa nói là bởi lần rồi Ngài chịu trên thập tự giá mà chúng ta được hoàn thành, thì chúng ta làm cái phần xác và chúng ta được trở thành phần linh, đây là phần hồn của chúng ta, tức là cái lý trí, cái ý chí và cái cảm xúc được lành mạnh trước mặt Đức Chúa Trời, phải không? Quý bà cho em hiểu được không? Tức là lời của Chúa đều đáp ứng hai điều đó. Thì điều đó đến bởi khi chúng ta chăm chỉ, và tôi không muốn nói nhiều cùng quý bà cho em, nhưng mà chúng ta không thể có lời của Chúa một cách hời hợt được quý bà cho em. Có ai mà tự nhiên thông minh không? Dĩ nhiên có những người họ có cái IQ, tức là cái tôi không biết là tiếng Việt là gì, nhưng mà cái IQ nó cao hơn người khác. Có những người thì thấp, có những người thì cao, có những người thì sinh ra là thông minh, có một tình trạng mà dễ nhớ gì nhiều, hiểu nhiều, rồi nghĩa là gọi là thông thái hơn những người khác. Nhưng mà không phải tự nhiên, phải nguyên mà cho em. Nhưng thì mặc dù họ có thể cái bộ óc thông minh hơn những người khác, nhưng mà cũng phải học, họ cũng phải suy luận, rồi họ cũng phải làm việc để mà thành công với cái sự mà thông minh họ có. Cho nên không có ai mà tự nhiên nói là tôi yêu mến lời Chúa mà ngồi một chỗ không đọc lời Chúa, không suy gẫm lời Chúa, không cầu nguyện với Chúa, không tương giao với Chúa rồi nói tôi yêu mến lời Chúa hết. Phải không quý bạn cho em? Và ngược lại, quý bạn cho em đừng giơ tay. Tại ai đang buồn ngủ cái giơ tay thì kỳ lắm. Có ai mà cảm thấy chán lời Chúa không? Tôi tin là có. Nhiều người mỗi lần mà đọc lời Chúa mệt mỏi lắm, nó nặng nề lắm. Nhất là mỗi lần nghe giảng tự nhiên nghe cái đừng hay là bị dân yến, bị đi nhà tờ, bị cầu nguyện, bị đi học trường chính nhật, bị này nọ rồi phải
phải tha thứ, rồi không được nói bậy, không được đi chơi. Nghĩa là toàn là đông với đu, cứ nghĩa là cái gì mình thích thì đông, mà cái gì mình không thích thì đu. Nghĩa là đối với Đức Chúa Trời nó nặng nề quá. Nhưng mà khuyên bạn cho em biết rằng, chỉ khi nào mà chúng ta nói rằng cái lời Chúa nó ngọt như mật ong, có ai biết là Chúa ngọt như mật ong làm sao không? Đâu biết. Cái là cái ví dụ thôi. Phải không quý mà cho em? Nhưng mà có một điều á, tôi thích đường, nhưng mà tôi uống mật ong không nổi, có nghĩa là đường nó ngọt. Tôi thích đường, tôi uống khúc cái gì, tôi uống cái chai không sao hết. Nhưng mà mật ong nó ngọt, mà nó ngọt kỳ lắm. Nó ngọt xong rồi nó ngọt vô, rồi nó ngọt lên tới cổ, mà dường như nó nằm ở đâu đó, nó ngọt mà nó ngọt ngay luôn á. Có ai mà uống thử cái mật ong thôi, tức là nó ngọt kinh hoàng lắm quý bạn cho em. Cái nước mía không là gì á, thử quý bạn cho em thử mà ngậm mật ong đi, quý bạn cho em sẽ thấy. Thì nó tất cả nó ngọt mà nó ngọt kinh hoàng luôn, nghĩa là nó thấu luôn vô trong người trang sống rồi, nó còn lợm cái giọng là tại cái nó ngọt như vậy đó. Thì như vậy quý bạn cho em biết là lời Chúa nó ảnh hưởng sâu đậm tới chúng ta, chứ nó không phải nghe thoáng qua cái xong rồi nó làm được cái này, làm được cái kia xong rồi nó qua. Nhưng mà lời của Chúa không những là nó cho chúng ta sức mạnh, thì quý bạn chỉ biết là tôi không ví dụ, ai cũng biết hơn tôi là cái mật ong nên sao, cái sức mạnh của đường nó như thế nào. Nhưng mà ở đây quý bạn cho em biết rằng cái lời của Đức Chúa Trời, khi mà chúng ta đừng để nó rời khỏi mắt và giữ trong cái lòng của chúng ta, thì nó là sự sống cho người nào tìm được. Có nghĩa quý ông bạn cho em biết rằng không phải tự nhiên lời Đức Chúa Trời sẽ mở mắt, mở trí chúng ta, mở lòng chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tìm lời của Đức Chúa Trời. Và tôi nói cùng quý ông bạn cho em, quý ông bạn cho em hiểu chữ tìm ở đây không phải là lời Chúa bị lạc rồi mình phải đi kiếm. Có nhiều người kiếm lời Đức Chúa Trời kìa. Có một số người bây giờ tôi hỏi quý ông bạn cho em kinh thánh đâu, quý ông bạn cho em về nhà kiếm thấy bồ luôn không ra, quyển kinh thánh không biết để đâu. Nhưng mà nhiều người bây giờ đã lắm, tại vì kinh thánh nằm trong cái điện thoại, phải không? Cũng cảm ơn Chúa đi, nhiều người nhờ vậy lên thiên đàng nhiều hơn. Là tại vì nếu mà lên thiên đàng mà Chúa hỏi kinh thánh đâu, cái móc cái phone ra liền, phải không? Tại ra nhiều người nhờ vậy lên thiên đàng, tại vì kinh thánh nó nằm ở trong cái sách. Nhưng mà ý tôi nguyên, nhưng mà biết vậy chứ bấm mình chưa chắc nó ra nữa. Phải không? Nguyên mà cho em, nhiều khi cảm thấy dữ dội lắm, một sư vụ cũng nói văn đoạn 3 con 16 cũng vậy, lại bấm gì chứ ngồi không biết văn ở đâu mà đánh dần chữ văn, cũng không biết đánh dần sao nữa. Thì ra bấm không ra. Nhưng mà chỗ tôi nói cùng quý bạn cho em là lời của Chúa, nếu mà chúng ta biết giữ trong lòng thì chúng ta khao khát tiền của Chúa. Thì quý bạn cho em, nếu tôi bảo đảm cùng quý bạn cho em, chúng ta khao khát lời của Chúa là gì? Chúng ta khao khát Chúa vậy thôi. Chúng ta khao khát sự gì của Chúa, chúng ta khao khát sự làm việc của Chúa. Khi nào mà quý bạn cho em ngưng khao khát phước của Chúa, nhưng mà chỉ khao khát Chúa thôi đó, thì quý bạn cho em sẽ thấy lời của Chúa nó ngọt ngào trong cuộc đời chúng ta. Quý ông bạn cho em biết, dĩ nhiên có nhiều người thích nói. Ai mà biết một sư vụ đó sẽ biết một điều là tôi không thích nói. Quý ông bạn cho em không tin đi bởi tệ hay là gì nè. Chứ tôi vui, tôi nói chuyện bạn bè, tôi vợ, tôi nói chuyện. Chứ tôi không thích nói. Tôi nói thật, tôi không thích nói, tôi còn không thích làm chứng nữa. Đừng có gài tôi vô rồi làm chứng hay là nói gì Chúa cho người nào, tôi không thích nói. Tôi chỉ nói người nào mà thích nghe, người nào năn nỉ tôi nói, tôi chẳng lắm. À, lời Chúa tôi chảnh lắm, chứ không phải lời Chúa mà tôi phải đi năn nỉ ý ôi cho tôi vài phút để tôi nói về tình yêu Chúa yêu thương. Chứ tình yêu Chúa yêu thương là năn nỉ tôi nói, chứ đâu phải là tôi phải đi năn nỉ nói về tình Chúa yêu thương. Phải không quý hoàng, quý mạng cho em hiểu cho đó không? Chúng ta năn nỉ người khác ăn đồ dở, chứ đâu có bao giờ mà chúng ta mà cần người khác năn nỉ ăn đồ ngon tự nhiên ta bài tới. Amen. Quý bạn cho em biết điều đó phải không? Thật ra nếu mà con người thật sự đối khác thì lời Chúa đáp ứng được, thì người ta năn nỉ để tìm khác lời Chúa. Vậy thôi, chứ tôi không có năn nỉ. Nhưng mà quý bạn cho em biết rằng khi mà chúng ta thấy lời Chúa mà chúng ta yêu mến đó, thì thứ nhất đó là sự sống. Cho tìm ở đây không phải là mất, mà chúng ta tìm. Nhưng mà tìm đây tức là chúng ta khao khát để đến với cái kho báu của lời của Đức Chúa Trời, để tìm lời của Đức Chúa Trời cho tôi và quý bạn cho em. Gần đây thì dĩ nhiên người hầu bị trước thì không bao giờ mà coi như thỏa lòng hay là được người khác chúc phước, ai cũng chúc phước cho sự chúng ta hầu bị Chúa. Tại vì nếu như vậy thì hầu bị Chúa quá dễ. Cho nên ngay cả người giảng dạy lòng Chúa thì tôi cũng không biết là thế nào để đẹp lòng Chúa và đẹp lòng quý bạn cho em. Tại nhiều bài giảng tôi thấy tôi giảng xong đã quá, mà hội thánh thì im ru rồi giảng dường như bữa nay ông nói cái gì mà nó rớt ngoài lỗ tai tôi, không biết nay tôi đi nhớ chi mà tôi chẳng hiểu gì hết, mà tôi sẽ thấy cho ông giảng giống như nặng nề quá.
Rồi nhiều bữa tôi thấy giảng thấy sao? Tôi giảng mà tôi thấy khô đét. Thì lại có người lại cảm ơn Chúa là bữa nay lời Chúa thấm vô lòng em quá, hay là thấm vô lòng tôi quá, tôi cũng chẳng biết sao hết. Thôi kệ, hễ mà tôi nói được nói, mà tôi nói tới đâu thì tôi nói. Nhưng mà có một điều ở quý bạn chị biết rằng lời của Chúa là sự sống, đó phải là sự sống cho tôi và quý bạn chị em. Nếu mà quý bạn chị em nghe lời Chúa mà chỉ thấy lời Chúa là lời trách móc, lời của Chúa là lời đóng đinh, lời của Chúa là lời nặng nề cho tôi và quý bạn chị em, là những luật lệ đó là quý bạn chị em nghe lời Chúa một cách sai trật. Hay là chúng ta không hiểu lời Chúa là làm gì cho cuộc đời chúng ta. Tại vì ngay cả lời Chúa biểu chúng ta bỏ tội lỗi đó là cũng là một cái lẽ sống cho tôi và quý bạn chị em. Quý bạn chị em hiểu chỗ đó không? Chỉ có khi nào những người muốn phạm tội đó thì cái lời của Chúa sẽ làm chúng ta khó chịu. Nhưng mà những người nào mà không muốn phạm tội đó thì lời của Chúa sẽ làm cho chúng ta yên ủi. Tại vì đối với những người mà muốn phạm tội đó nghe cái gì cũng dám phạm hết. Phan Nguyên Bạch em nghe giảng như rồi, Bác Tân Hiến nữa rồi, cái gì cũng nặng nề hết. Cái lời Chúa nó nặng nề lắm. Lời Chúa là bắt chúng ta làm này, bắt chúng ta làm kia, không cho chúng ta chơi ô đi chảy chút rộng cũng dòm. Hay là bữa nay dường như ông giảng là tại tuần rồi mình đi về cây sân rồi mình quên nhân tiền hay gì, giống như là lời Chúa giống như cứ thảy ra để mà mắng mỏ mình. Nhưng mà quý ông bạn chị em, nếu mà chúng ta đến với Chúa không phải trong một cái tâm tình mà muốn phạm tội hay là che giấu tội lỗi đó, thì chúng ta sẽ thấy lời Chúa là cái chìa khóa để giúp cho chúng ta thắng được những cái yếu đuối trong cuộc đời, thắng được những cái mặc cảm tội lỗi trong chúng ta, và thắng những điều gì mà mình không thắng được. Lời Chúa là cái chìa khóa đó đó, quý mình cha. Và cảm ơn Chúa, khi tôi và quý mình cha chăm nghe lời Chúa thì lời Chúa là sự sống cho những ai mà nghe lời Ngài. Một lần nữa, không bao giờ chúng ta tìm lời Chúa mà chúng ta không thấy. Tại vì chúng ta không thấy khi mà chúng ta không muốn tìm. Nhưng mà nếu mà chúng ta tìm thì Chúa đã sẵn ban cho chúng ta, thì chúng ta thấy lời của Ngài. Và tôi chỉ nói một câu nữa trong cái lĩnh vực này. Quý bạn cho em không bao giờ tìm được cái điều gì mình muốn thấy, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được điều gì mà Ngài muốn chúng ta tìm. Ồ, hay quá. Vũ mà nói thêm lần ta lại là Vũ sẽ nói chặt được. Nhưng mà cái câu nó hay vậy. Tức là không bao giờ mà chúng ta tìm được cái mà chúng ta muốn thấy, mà chúng ta sẽ thấy được cái điều gì mà Chúa muốn chúng ta tìm. Đáng nhớ nha, đáng nhớ là tới rồi tôi hỏi. Cái câu đó hay lắm, cái câu đó được đóng dấu bởi một sử dụng. Okay. Và quyến bàn cho thấy là Chúa làm gì khỏe mạnh cho toàn thân thể chúng ta và giữ cái lòng của chúng ta. Tại sao? Tại vì đó là cái nguồn sự sống, issue of life. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh cùng quyến bàn cho em. Tại sao lời Chúa là quan trọng? Đôi lúc quyến bàn cho em thấy một điều quyến bàn cho em, và đừng có ai mà cảm tôi lỗi nha. Quyến bàn cho em biết tại sao mà hội thánh của mình nó cứ nhỏ hoài không? Hay là nó cứ dày dày hoài không? Hay là nó không có tăng trưởng? Hay là nhiều khi quý bạn cho em cũng thấy ừ sao hát cũng được cái chứ, cầu nguyện cũng được ơn, mà có cái ông ta Vũ coi ra ông nói lung tung chứ ông giảng thấy cũng được, cũng có lời Chúa. Sao hội thánh của Chúa không có cái gì mà phấn khởi mà không có mạnh đâu? Đừng có ai mà cảm tôi lỗi hết. Quý bạn cho em tới đây khoảng chừng lúc 2 giờ, nếu mà quý bạn cho em đi ngang ngõ này mà dòm vô đó, quý bạn cho em thấy có mấy mà ông tóc bạc với bà tóc bạc mà ngồi mà lưng cầm mà khù khù ngồi đó đó, đó là lý do hội thánh ông lớn. Tại vì đó là trường chủ nhật dạy lời Chúa, mà có mấy bà già mấy ông già dạy trường chủ nhật với học trường chủ nhật thì thử nghĩ hội thánh sao lớn. Đừng có ai giận tôi nói một cách rất là công minh, rất là lời Chúa thôi, chứ tôi không phải nói để mà cá tác quý mà cho em. Tại vì chúng ta biết là chúng ta sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Mà nhìn vào cái đám đó thì biết là hội thánh này khao khát bao nhiêu. Quý bạn cho em hiểu không? Dĩ nhiên thì tôi biết quý bạn cho em có thể là có người cũng có nghe giảng trên online, rồi quý bạn cho em cũng nghe chỗ này chỗ kia, đi nhà thờ như này tôi không nói. Nhưng mà quý bạn cho em hiểu không? Tại vì nếu tôi nhớ không làm á, là mấy chục năm trước thì cái nhóm đó nó đông gấp 2 cái nhóm mà bây giờ. Nhưng mà tại cái nhóm mà hồi đó đó thì chết bớt rồi. Thành ra bây giờ còn nhiêu đó. Mà nếu quý bà cho em không tin, năm sau trở lại còn phân nửa nữa, tại chị xin lỗi, có một mớ sẽ về với Chúa nữa. Ok. Nhưng mà quý bà cho em hiểu không? Tại vì khi mà chúng ta, tôi nói chung khao khát, và tôi nói cùng quý bà cho em, nếu quý bà cho em khao khát là Chúa, thì quý bà cho em sẽ tìm mọi cách, và đừng có ai có mặc cảm tội lỗi hết.
Tại vì tôi biết con tôi hai mấy tuổi mà tôi phải lo từng miếng ăn, tôi phải vợ tôi phải hâm đồ ăn cho nó trước khi đi nhớ là tôi hiểu nguyên bản cho em hết. Nhưng mà tôi chỉ nói là cái tình hình chung á, tại vì chúng ta khi mà chúng ta có những cái sự mà chúng ta không đối khác lời Chúa đó, hay là lời Chúa không phải là tất cả cho chúng ta, thì không thể nào cái tâm linh chúng ta mạnh được. Mà tâm linh chúng ta không mạnh á, thì Chúa không thể sử dụng, đừng có cầu nguyện vậy, xin Chúa sử dụng hội thánh con. Hội thánh con là ai? Hội thánh con là con. Mà nếu mà Chúa muốn sử dụng hội thánh con thì Chúa sử dụng con, và Chúa sử dụng con thì Chúa sử dụng người nào? Khác lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ đi nhóm, chứ không phải là đình đựng ai mà cạnh tội lỗi. Tôi nói với một cái sự để quý anh bạn cho em hiểu là tại sao những lúc mà chúng ta nói không phải tại cái gì hết đó, nhưng mà quý anh bạn cho em tin tôi đi, vậy khi mà chúng ta khao khát Chúa thì chúng ta sẽ có lời của Ngài, và khi có lời của Chúa chúng ta sẽ có ý quyết mình chăng không biết rằng đâu phải Chúa dạy chúng ta lời của Chúa để rồi chúng ta thông minh hơn những người khác rồi coi thường người khác đâu. Tôi nói cùng quyết mình chăng, người nào mà kiêu ngạo người đó không có lời của Đức Chúa Trời. Hiểu lời Chúa khác mà nhận lời Chúa khác nha, hai cái khác nha quyết mình chăng. Có nhiều người hiểu lời Chúa ở trên đây nhưng mà nhận lời Chúa ở đây, hiểu lời Chúa trên đây thì dĩ nhiên cái đạo bự. Tôi nói theo cái cách của ông Dũng, còn nhận lời Chúa trong đây thì cái trái tim nó bận. Nguyên bà cho em hiểu cho đó. Tại vì nếu chúng ta hiểu lời Chúa mà hiểu ở trên đây á, thì để làm cho chúng ta kiêu ngạo. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhận lời Chúa ở trong đây thì ông nói cùng nguyên bạn cho em, giống như nguyên bạn cho em hiểu điều mà một sư dụ hiểu, một sư dụ biết đó, là cái tội của một sư dụ đó nó nhiều hơn là cái tội của nguyên bạn cho em biết về một sư dụ. Tại là mỗi một khi nào mà ai nói xấu về một sư dụ á, thì tôi cười trong bụng, tôi nói ồ tôi còn tội gấp mấy trăm lần mà ông bà chưa biết mà thôi. Tại vì Chúa giấu, Chúa che, Chúa rửa sạch chúng tôi, nó còn ghê gớm, nó còn kinh khủng nữa. Quý mạng cho em hiểu điều đó không? Và nó không làm tôi buồn. Còn nếu mà chúng ta cứ dễ buồn dễ giận tại vì mình nghĩ là mình ngon á, mình không có cái gì để người ta chê, mình không có cái gì mà người ta có quyền đụng đến. Nhưng mà tôi nói thật, nếu mà Chúa cho phép mà khui hết cái tội lỗi của con người của mình ra đó, nó ghê gớm lắm quý mạng cho em. Tại mình là ô uế trước mặt Đức Chúa Trời. Amen, quý mạng cho em hiểu cho đó. Tại ra khi mà chúng ta hiểu vậy đó, thì tại sao chúng ta hiểu như vậy chúng ta mới biết ơn Chúa, phải không quý mạng cho em? Chúa che giấu cái tội lỗi của mình, Chúa tha thứ cái tội lỗi của mình, rồi sao? Và khi chúng ta nhận điều đó thì chúng ta biết yêu Chúa, và khi bởi vì chúng ta biết yêu Chúa, chúng ta mới yêu được người khác. Okay. Cho nên chỗ mà tôi nói cùng quý bạn cho em là lời Chúa, khi mà chúng ta giữ được không những nó khỏe mạnh toàn thân, và quý bạn cho em sẽ có giảng nhiều hơn, tại vì lời Chúa một lần nữa nó ích lợi cho hồn linh và thể xác của chúng ta. Nhưng mà giữ lòng của chúng ta thì đó là Israel life, đời sống của chúng ta sẽ tuôn tràn ra bởi vì chúng ta giữ cái lòng. Và tôi sẽ đi xong một chút xíu cùng quý bạn cho em, tại vì tất cả những điều gì mà thuộc về đời sống life, Israel life, cái tiếng Anh nó rất là rõ, issue of life, tức là những cái vấn đề của đời sống, thì nó từ lòng của chúng ta mà tuôn tràn ra. Nhưng mà tôi và quý bà cho em thì rằng issue of life là từ trên đầu của chúng ta và nó ra bàn tay của chúng ta, phải không? Thí dụ như chúng ta mà có tiền thì giải quyết mọi điều, mà hãy muốn có tiền thì phải tính toán, suy nghĩ rồi phải làm việc, phải không? Chúng ta cứ nghĩ vậy. Nhưng mà thật sự đối với chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì issue of life, tức là vấn đề của cuộc đời chúng ta, đời sống á, thì nó ra từ cái lòng của chúng ta. Và đó là lý do mà quý mạng cho thấy con cái của Chúa thì sẽ ăn nói một cách ngọt ngào. Tại vì sao? Một người có sự ngọt ngào thì sự ngọt ngào nó sẽ tuôn tràn ra, phải không quý mạng cho em? Còn nếu mà chúng ta có những sự cay đắng buồn phiền thì cay đắng buồn phiền nó sẽ tuôn tràn ra từ cái lòng chúng ta. Và nếu mà cái lòng chúng ta có sự hiện diện của Chúa thì từ từ cái sự hiện diện của Chúa sẽ tuôn tràn ra. Thật ra đó là lý do mà quý mạng cho em thấy là Chúa nói nhấn mạnh rất là nhiều về cái sự mà gìn giữ cái lòng của chúng ta. Tôi phải nhảy qua chút xíu rồi trước khi tôi đi tiếp, tại vì nếu mà tôi không có giờ thì quý mạng cho em hiểu được cái điểm chính, nhảy qua Ephesos với tôi. Ephesos đoạn 5, quý mạng cho em. Và đây là cái tầm quan trọng của lời của Đức Chúa Trời. Ephesos đoạn 5, đoạn 6, quyến bạn cho em điều của cái câu này, đoạn 6, từ câu 14, câu với tôi. Dạ, cảm ơn, câu 14. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình,
và dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an và làm giày dép. Rồi quyến bạn cho em thấy, tôi muốn cho quyến bạn cho em thấy ba cái chỗ này. Chúng ta thấy là chúng ta phải lấy áo giáp bằng sự công bình của Chúa, và áo giáp là giữ cái phần trước của chúng ta, phải không quyến bạn cho em? Giữ cái lòng của chúng ta, phải không? Ok, nó rất là quan trọng. Rồi xong chúng ta sẵn sàng của tinh lành bình an, và chúng ta sẽ nói thêm cái này. Thì quyến bạn cho em biết đánh trận mà bị thương chỗ cái chân không đi được là chết. Tại vì một là không chạy được, hai là không tấn được, là chúng ta sẽ chết. Ok, rồi xong là lấy thêm đức tin làm thuẫn để chúng ta dập tắt được những cái tên lửa của kỳ dữ. Và thành ra quý mạng cho em thấy rằng cái sự sẵn sàng của tinh lành và cái áo giáp của sự công bình đó, và đây là chúng ta biết là sự công bình của Chúa, và cái đức tin đó thì nó giữ cái phần trước của chúng ta, nó giữ cái lòng của chúng ta, phải không quý mạng cho em? Chúng ta sẽ học thêm nhiều. Thành ra đó là gì? Đó là lời của Đức Chúa Trời, đó là vũ khí của Đức Chúa Trời. Rồi khi chúng ta đọc thấy lời của Đức Chúa Trời trong Ê-phê-sô đoạn 6 đó, thì chúng ta thấy những cái vũ khí đó là lời của Chúa, là cái sự làm việc của Chúa, tức là tinh lành của sự bình an. Chúng ta thấy cái bảo tượng sự công bình, tất cả những điều gì mà Chúa đã làm trên thập tự giá là vũ khí của tôi và quý mình cho em. Và có một vũ khí là tự mình ảnh hưởng được là lời là gương thiên của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời, tại vì đó là theo sự sử dụng của tôi và quý mình. Còn tất cả những điều khác đều là điều mà đã được làm sẵn của Chúa Giêsu. Thì như vậy quý mạng cho em thấy cái sự mà gìn giữ cái tấm lòng chúng ta nó là quan trọng, và nơi đó là cái nguồn sự sống thể tuôn tràn ra cho tôi và quý mạng cho em. Và để những điều đó được xảy ra, quý mạng cho em thấy cái câu trả lời là ngay ở dưới đó. Những dẹp bỏ những cái sự gian tà của miệng và bỏ cách xa những sự giả dối của môi. Thì quý mạng cho em cái đường gì mà nó vô trong cái lòng chúng ta và nó ra từ cái lòng chúng ta là cái đường miệng, phải không quý mạnh cha? Nó rất là giản dị, dĩ nhiên nó không phải là nói mà để mà chúng ta làm cái một cái trừu tượng như vậy, nhưng mà khi chúng ta biết rằng để mà dẹp những cái sự mà ảnh hưởng tới sự sống chúng ta, thì sự gian tà của miệng và sự giả dối của cái môi chúng ta, nói chung là sự gian tà và sự giả dối đừng có ra từ cái miệng của chúng ta. Tại vì khi nó ra vậy thì sao? Nó sẽ ảnh hưởng tới cái nguồn sự sống. Thì những cái điều gì mà tốt là những điều gì của tôi quyền Đức Chúa Trời, nó phải ra từ cái miệng chúng ta, thì nó sẽ giữ gìn cái hồn linh và cái thể xác của tôi và quý bạn cho em. Ai mà cứ mở miệng qua nó buồn quá, muốn chết, thì giờ có giàu sống cỡ nào cũng sẽ buồn muốn chết. Ai mà cứ mở miệng ra nói yếu quá, già rồi phải yếu, chắc sắp đi rồi. Tôi nói thật quý bạn cho em, đừng buồn chừng nào đi đi chứ đừng ngồi đó mà cứ kêu sắp đi hoài chi vậy, phải không? Nếu mà Chúa muốn mình đi vậy đi hả? Đâu cần nhắc Chúa, nhưng con sắp đi rồi, Chúa con sắp đi, phải không? Mệt lắm, chừng nào đi thì đi. Tôi nói rồi, cô Văn nghe là bác Yên, chừng nào mà thấy tôi cũng gọi đi đi thôi. Hả Nguyên Mà Trang, bữa nào thấy một sư vũ tự nhiên không đi nhà thờ là biết câu chuyện nhà là ông đi rồi đó, rồi thôi. Chứ không cần nói. Nhưng mà Nguyên Mạnh chỉ biết là cái miệng của mình á, là nó là cái chỗ ra, và cái ống dẫn ra là sự gian tà hay sự giả dối sẽ nói ra là cái con người như thế nào. Nguyên Mạnh Trang không thể có một cái tâm linh mạnh mẽ nếu mình để cho cái sự gian tà và cái sự giả dối nó ra từ cái miệng của mình. Và tôi không cần nói sao, thì tôi nghĩ cái này giản dị ai quý mạng cho em cũng biết hết, phải quý mạng cho em? Nhưng mà cái nhiều lúc mình không nghĩ nó là gian tà và mình không nghĩ nó là giả dối. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói dễ lắm, cái gì mà có thì nói có, không thì nói không, chẳng thề tốt mà cũng chẳng cần nói thêm nói bớt, phải quý mạng cho em? Nhưng tôi sẽ gia giảng thêm điều đó, nhưng mà tôi muốn quý mạng cho em thấy rằng cái chìa khóa của sự sống và nguồn sự sống nó ra là hãy dẹp những sự gian tà và cắt cái sự giả dối nó ra. Okay. Và làm cách nào hay là như thế nào, quý bạn cho em cứ cầu nguyện với Chúa đi, chứ tôi giảng dễ đụng chạm. Nhưng mà quý bạn cho em cầu nguyện đi. Tôi không tin là người nào mà cầu nguyện xin Chúa giúp cho con để mà chúng con mà bỏ cái sự giả dối, không cho nó ra khỏi miệng con, không cho những sự gian ác ra khỏi môi và miệng con, mà Chúa không giúp quý bạn cho em làm điều đó. Và tôi nói thẳng cùng quý bạn cho em, khi cái lòng của mình không muốn cái sự gian tà, sự gian ác nó ra, thì cái lỗ tai của mình nó sẽ không hợp nhĩ để mà nghe những cái điều từ về sự gian ác nữa. Amen, quý bạn cho em hiểu được không? Nghĩa là mình không đến nỗi mất lịch sự mà người ta đang nói mình đứng dậy bỏ đi. Nhưng mà có nhiều lúc ai nói gì nói, cái lỗ tai của nó tắt rồi, nó thơ nó, nghe không được.
tay ngang họ tôi mất công tôi cắt cái lớp nghe họ mất công tôi nghĩa là làm giận cái người đó mà họ có cái ý không có cái ý gì hết nhưng mà tại vì nghe cái điều mà trái với cái lỗ tai trái với tâm linh của tôi rồi họ tôi bực mình mất công tôi cãi. Nhưng mà quý bạn cho em biết rằng cái điều quan trọng đó là mình nhận biết nếu mà trong lòng của mình muốn cái lòng của mình thuộc về Đức Chúa Trời thì quý bạn cho em sẽ cố gắng đừng để cái sự gian tài sự gian ác đó ra từ cái miệng của mình. Đó là điều thứ nhất. Mà quý bạn cho em tin tôi đi, đừng bao giờ cầu nguyện rồi xong mình cứ để cho cái miệng mình nói thả ra. Tại ai giữ cho cái miệng mình nó ngậm lại? Ai giữ cho cái miệng mình nó ngậm lại quý mình chứ? Hả? Ai? Ủa sao không trả lời ta? Mình chứ ai? Amen. Mình giữ cái miệng mình nó ngậm lại, phải không quý mình chứ? Dĩ nhiên mà tôi tức lắm, tôi phải nói cậy xin Chúa ra khỏi con 5 phút con chửi nó tăng xem là Chúa đã vô hay gì đó. Nhưng mà quý bạn cho em biết cái điều này, tôi cảm ơn Chúa, đó là một trong những điều mà Chúa không trả lời 100% với mình. Tại vì nếu tôi và quý bạn cho em cầu nguyện mà Chúa nghe, lời cầu nguyện chúng ta sẽ như vậy: xin Chúa giữ miệng con im lặng với những sự gian ác, thì mình sẽ cầm từ sáng tới chiều. Có ai hiểu điều tôi mới nói không? Tại vì nếu mà mình nói rằng Chúa giữ cái miệng mình nó im lặng để mình không nói sự gian ác, mình không nói những cái điều dữ á, mà Chúa nghe đó, thì mình sẽ bị câm. Tại vì thường thường mình mở miệng ra là nó gian ác, thì quyên mình cho em. Phải không? Mình mở ra là mình chê trách cái này, chê trách cái kia, mình bực bên này, mình bực bên kia, mình buồn cái này, mình buồn cái kia, phải không quyên mình cho em? Mà Chúa mà nghe đó là lý do tôi cảm ơn Chúa, không phải cầu nguyện cái gì Chúa cũng nghe hết. Chúng tôi hỏi thánh này toàn câm hết. Nhưng mà chúng ta có sự lựa chọn, đó là lý do mà Chúa nhường cái phần và Chúa cho phép cái phần mà mình khóc cái miệng là mình chứ không phải Đức Chúa Trời. Okay. Nhưng mà tôi chưa không cần nói nhiều cùng quý bạn cho em. Bây giờ nếu quý bạn cho em muốn không nói là không nói, mà tại mình nói là tại mình muốn. Chứ không có nạn là mình không muốn mà mình nói. Không có, mình muốn mình mới nói. Phải không quý bạn cho em? Amen, quý bạn cho em hiểu tới đâu? Giống như chúng cái điều đó là điều rất là dễ dàng trong cuộc đời chúng ta, nhưng mà cái sai trật của mình là nhiều lúc mình biết nó sai mà mình vẫn nói, mình biết nó không nên nói mà mình vẫn nói, hay là mình biết nó nên tốt lành mà mình không nói, tại vì trong hoàn cảnh đó mình sợ hãi hay là mình có nhút nhát hay là cái gì đó mình không nên nói, tại ra mình làm không đúng thôi. Nhưng mà quý bạn cho em thấy là nguyện xin Chúa giúp chúng ta một điều là khi mà Chúa đặt trong lòng mình thì mình nên biết mình nên hay nên biết mình đã nói. Nhưng mà quý bạn cho em tin đi, thà không nói còn hơn là nói nhiều. Tôi bảo đảm cùng quý bạn cho em, không bao giờ mà mình không nói mà người khác mất phước hết á. Nhưng mà có cái là mình nói người khác mất phước thì có, còn mình không nói thì sao, không sao hết, người khác cũng được phước như thôi. Okay. Nhưng mà cái chỗ mà quý bạn cho em thấy hãy dẹp sự gian tài của miệng và cách những sự giả dối được ra môi, đó là cái chìa khóa thứ nhất ở trong tôi và quý bạn cho em để mà giữ cái lòng. Tại vì sự sống nếu nó muốn tuôn tràn thì sự sống nó phải tuôn tràn bằng cái miệng chúng ta, và nếu mà cái miệng chúng ta cho phép cái sự giả dối nó ra thì quý bạn cho em tin tôi đi, nó có hai điều. Thứ nhất là những gì mà chúng ta cho phép mà sự giả dối nó ra thì không có cái đường để cho cái sự chân thật của Đức Chúa Trời ra. Và ngay chính lòng của chúng ta, nếu mà chúng ta nói cái lời giả dối thì đến lúc chúng ta muốn nói lời chân thật của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ ngượng miệng mà không nói được, mà nếu có nói được thì người khác cũng không tin. Quý mạch cho em hiểu điều đó không? Nếu mà chúng ta luôn luôn nói những điều giả dối, những điều mà không chân thật đó, thì tới lúc nói thật mình nói không được. Quý mạch cho em biết điều đó không? Tôi biết là phần đông trong chúng ta không ai, ít có thể có mà ít chữ thề. Thì nếu mà có chữ thề cũng không có phải xuống địa ngục gì hết, tại vì đó là một trong những cái điều xác thịt của mình. Có nhiều người không chữ thề bằng cách này, cửa trên đây chữ thề cách khác. Nhưng mà ý tôi muốn nói cái miệng của mình có nhiều lúc có những cái lời mà mình không nên nói mà mình nói ra những điều đó. Nhưng mà quý bạn cho em có thấy là nếu mà mình nói những cái lời tục tiểu rồi tới lúc mà mình nói hallelujah nó khó lắm. Quý bạn cho em hiểu cho đâu? Không lẽ giờ mình đang ôm phôn nói chuyện cái chữ thề cái trong một chút phun cái hallelujah sao ra, đúng không? Trời ra tới khúc mà hallelujah anh nín, phải không quý mạng cho em? Quý mạng cho em hiểu cho đâu? Nó không có thể nào mà cái đường ra đó vừa ra nước ngọt mà vừa ra nước đắng được, nó không có được.
Okay. Cho nên chúng ta biết điều đó là nếu mà mình không cho phép cái những cái sự tục tiểu ô uế xấu xa mà nó ra đó, thì sẽ khi mà đến cần thiết thì lời chân thật của Đức Chúa Trời nó có thể ra được. Cái mơ miếng mà quý bạn cho biết này, đó là cái chìa khóa của sự đắc thắng, cái chìa khóa của sự sống, cái chìa khóa của sự thành công, cái chìa khóa của sự mà tin kính Chúa nó ra từ cái miệng chúng ta là cái chỗ đó. Okay. Mà tôi không nói là mình cứ ngồi mình lại nhảy Đức Chúa Trời sự yêu thương, Đức Chúa Trời thành tín, mình cứ lại nhảy vậy đó. Đó là cái lời của mình nói, không phải. Nó phải tự tâm lòng. Nhưng mà ý tôi muốn nói là nếu mà mình tập cho cái miệng mình đừng có nói những sự gian ác, thì nó sẽ có chỗ để mà nói những cái lời chân thật của Đức Chúa Trời. Rồi nhưng mà quý bạn cho biết câu châm ngôn với tôi 23 câu 7, hồi nãy dường như chúng ta có đọc 23 câu 7. Okay, đọc với tôi. Vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thế ấy. Hắn nói với con rằng hãy ăn uống đi, nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con. Ok, tôi không có giảng nhiều cùng quyến bài cho em, nhưng mà nếu trong lòng chúng ta thế nào, if as you think, trong lòng chúng ta như thế nào đó, thì sao? Quyến bài cho em thấy trong câu 7 đó như thế nào? Ok, chúng ta sẽ nghĩ as a man think he is. Ok, nó ngắn gọn là as a man think he is. Nếu mà chúng ta nghĩ như thế nào, chúng ta sẽ hành động như thế đó. Đó là lý do tôi nói cùng quyến bài cho em, nếu mình biết mình là con trời, mình sẽ hành động như con trời. Nếu mình biết Chúa ở cùng mình sẽ suy tưởng như con trời, mình sẽ hành động như con trời, mình sẽ nói như Chúa Giêsu đang ở với chúng ta và Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Và quyến bài cho em có biết là đây là một trong những sự suy nghĩ mà dân ngoại cũng xài không? Không biết ai học đi học tâm lý hay là những cái khóa dạy mà giống như để mà thành công hay là để mà sử dụng lời nói của mình á, ngay cả trong giới tin lành ở Cơ Đốc giáo cũng có những cái phái mà gọi là positive thinking á, tức là nếu mà chúng ta nghĩ thì chúng ta phải nghĩ tích cực, tức là chúng ta suy tưởng tích cực, rồi chúng ta dùng lời nói tích cực thì chúng ta nói cái điều đó nó sẽ thành. Nhưng mà khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy không á, thì giống như chúng ta dùng lời của Đức Chúa Trời để điều khiển Đức Chúa Trời thì điều đó không đúng. Quý bạn cho em hiểu được đó không? Chúng ta không thể nào dùng lời của Đức Chúa Trời mà điều khiển bàn tay của Đức Chúa Trời ra. Thí dụ như giống như lời Chúa nói là bởi lành roi ngài chúng ta được lành. Rồi chúng ta muốn lành chúng ta cứ nói. Lời Chúa nói là bởi lành roi ngài con được lành. Nhân danh Chúa Giêsu là con được lành. Rồi cứ ngày này qua ngày kia cứ nhân danh Chúa Giêsu con được lành. Lời Chúa hứa vậy, lời Chúa như vậy. Tức là chúng ta không dùng lời Chúa. Chúng ta có quyền dùng lời Chúa để tin vào cái lời Chúa hứa, chứ không phải dùng lời Chúa để bắt Chúa làm cái điều mà Chúa hứa. Hai cái đó khác nhau, phải không quý mà cha? Thành ra có những cái positive thinking á mà của Cơ Đốc giáo, tôi nói điều đó nó không phải là sai hoàn toàn, nhưng mà nó lấy ra cái sai trật của chân lý là Chúa muốn cái lời chúng ta là lời tích cực để bày tỏ cái lòng tích cực ở trong đấy, trong tâm linh chúng ta, chứ không phải là dùng cái lời đó để biến đổi giống như một cái bùa chú hay là giống như một cái ngải, giống như một cái phương thức. Nhưng mà nếu mà cái lòng chúng ta cứ nói những điều tích cực thì chúng ta tin cái điều tích cực của Đức Chúa Trời. Quý mạnh cho hiểu được không? As a man think he is. Quý bạn cho em nghe, chứ nếu mà chúng ta có nhiều người giàu như thế nào nữa mình cũng buồn thảm hoài, có bao nhiêu tiền cũng buồn thảm, tại mình cứ nghĩ nó buồn là nó buồn, mình cứ nghĩ mình bệnh là mình bệnh, mình cứ nghĩ mình lo là mình lo, phải không quý bạn cho em? Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ trong lòng là mình là con của Đức Chúa Trời, có Chúa lo, thì dần dần chứ tôi nói có nói chi lo vẫn lo, nhưng mà nếu mình cứ tuyên bố trong cuộc đời là mình có Chúa, Chúa lo, thì dần dần rồi cái sự lo lắng nó sẽ ra khỏi mình. Amen. Tại ra quý bạn cho thấy đó là chìa khóa thứ nhất là as a man think he is. Thì nếu mà chúng ta tin chắc trong lòng chúng ta là cái lời nói chúng ta là lời nói tích cực, lời nói chúng ta lời nói tuyên bố sự sống, thì chúng ta sẽ có sự sống. 27 chân ngôn 27 câu 19. Quý bà cha thấy mặt giỏi, đọc với tôi, tại cái câu này nó vui vui, mặt giỏi, mặt trong nước thế nào thì lòng người đối với người cũng thấy. Chúng ta đọc lại quý bà cha, mặt giỏi mặt trong nước thế nào lòng người đối với người cũng thế. Nó làm sao, nó giảng gì, cái mặt mình sao thì dồn xuống nước nó dậy, phải không quý bà cha? Dạ, thì nó phản chiếu cái mặt, nó phản chiếu cái mặt của mình, giống như mình dồn kiến ngày nay chắc mình không dồn dưới nước, mình dồn kiến sao thì cái mặt nó dậy.
Rồi vậy thì là Chúa nói sao? Lòng người đối với người, vậy ra cái lòng của người nói ra cái con người đó là như vậy. Đó là lý do tôi nói cùng quý bạn cho em nhiều lúc á, con cái của Chúa không cho người ta thấy là mình có Chúa. Kỳ rồi tôi giảng như quý bạn cho em nhớ, con cái của Chúa không cho người ta thấy là Chúa ở cùng. Mình nói là Chúa ở cùng chứ người ta không thấy Chúa ở cùng. Mà người ta luôn luôn nói Chúa ở cùng sao vậy, Chúa ở cùng sao quạo vậy, Chúa ở cùng sao dữ vậy, Chúa ở cùng sao ích kỷ vậy, Chúa ở cùng sao dâm loạn vậy, Chúa ở cùng sao hội thánh luôn luôn phán quý mình em. Thật sự Chúa ở cùng thì Chúa ở cùng, chứ con người có tội thì vẫn có tội, tại vì con người yếu đuối mà. Nhưng mà đó là cái nhìn của người ta, nếu mà có Chúa ở cùng đó đâu phải như vậy. Nhưng mà đối với tôi và quý bạn cho em, cái lòng của mình bày tỏ ra con người của mình như vậy. Thật ra nếu mà quyên bạn cho em muốn có người có sự sống, thì cái người mà có sự sống thì cái lòng của mình bày tỏ ra sự sống, thì cái lòng của mình nó sẽ bày tỏ ra cái điều có trong lòng là mình đặt vào quyên bạn cho em. Cho tôi nói, tại vì tôi giảng nhiều lúc quyên bạn cho em thấy giống như là mình intimidate, tức là mình giống như mình ảnh hưởng cái phần hồn của mình. Thật sự không phải, cái phần hồn và linh của mình đã được ảnh hưởng bởi sự làm việc của Đức Thánh Linh, nhưng mà mình phải tập nó hành động như cái điều của Đức Thánh Linh muốn mình hành động, tại vì nó vốn quen hành động theo cái phần xác mà mình hành động rồi. Quý bạn chị hiểu không? Trong mình có sự sống rồi chứ không phải tập có sự sống. Mình có sự sống nhưng mà mình tập hành động như sự sống, như là con trời. Ngày hôm nay mình là con trời rồi. Amen. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay mình là con trời rồi. Chỉ có cái là mình phải hành động giống như con trời và tập hành động giống như con trời. Ngày hôm nay có Chúa Giê-xu rồi, phải quý mình cho em. Tôi biết quý mình cho em nhiều lúc không nghĩ là mình có Chúa Giê-xu, tại vì có Chúa Giê-xu mình sẽ không hành động giống như mình hành động đó. Mà mình cũng không cầu nguyện cái kiểu mình cầu nguyện lơ lơ vậy đó. Thế mình cũng không suy tưởng như mình, cái kiểu mình suy tưởng, tại vì ô uế là Chúa nghe trước, phải không? Tương tự là mình vô thiên liên, vô cái mốt mà giống như thiên liên rồi mình mới lại cha chúng con ở trên trời, danh cha được thánh, phải không? Phải không quý mạng trên? Đó là lý do tôi biết có nhiều người, nhưng mà quý mạng trên thông cảm không, tôi làm gì tôi làm thôi, nhưng tại vì thì giờ với lại có những lúc thí quý mạng trên, tôi tin rằng, hy vọng quý mạng trên nhắm mắt lên khi mà đọc bài cầu nguyện chung, mà có mở mắt cũng không sao, mà có ai mở mắt thì thấy dùng một sư vũ vừa đọc bài cầu nguyện chung, mà một sư vũ vừa bỏ đờn xuống rồi về dẹp kinh thánh rồi vừa sửa áo rồi vừa chùi nước mắt này rõ, phải không? Mà vừa đọc bài cầu nguyện chung, phải không quý bạn trên? Có nhiều người nói rồi cầu nguyện chung thôi, cầu nguyện với thiên liên, ủa Chúa đâu phải dòm cái lúc đó, mà đâu phải lúc đó tôi đọc cầu nguyện chung, một phần là tôi hướng dẫn quý bạn trên cầu nguyện. Chứ lúc đó là không phải là lúc mà tôi thiệt sự cầu nguyện nữa, chứ đó là tôi hướng dẫn quý bạn cho em cầu nguyện thôi. Nhưng mà quý bạn cho em có biết là nếu mà mình thiên liên á, là từ đầu tới cuối mình đã thiên liên rồi, chứ đâu phải tới lúc đó là mới vô cái mố mà thiên liên để rồi mình mới bắt đầu cha từ ai lại cha. Mà quý bạn cho em có biết, bởi vậy có nhiều người cầu nguyện tới lúc cầu nguyện họ đổi giọng không? Tôi không biết quý bạn cho em ai mà đi nhà thờ Tinh Lành nhiều hay này nọ, cứ nhất là mấy ông già này nọ, trẻ thì đỡ, hay là mấy ông cha, tới lúc mà đọc lời Chúa hay lúc cầu nguyện cái đổi giọng, lúc đó tự nhiên giống như thần nào trên trời xuống, ô lại cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, mà ý cha được đó, chứ mà lại cha chúng con trên trời, danh cha được thánh, ông thiên liên. Mà quý bạn cho em biết rằng đó là cái sai trật của tôi và quý bạn cho em, là tại vì cái nguồn sự sống, khi mà chúng ta nói về cái sự đại trị, chúng ta nói là cái lòng chúng ta bày tỏ ra, nó là cái lòng của những gì mà bày tỏ ra sự sống, chứ không phải là cái môi miếng, nó cũng không phải là cái bề ngoài, cái tình làng của chúng ta hay là những gì. Dĩ nhiên tôi đã nói mấy bài giảng trước là chúng ta cũng phải có những hành động, những cái cử chỉ mà bày tỏ cái sự cẩn kỳ của chúng ta, phải không Nguyên Mạnh Trang? Tại vì tôi nói nếu mà chúng ta không bày tỏ sự cẩn kỳ của mình thì những người chưa biết Chúa họ cũng vậy thôi, phải không? Có nhiều người mình, dĩ nhiên mình biết mình thờ phượng Chúa bằng tấm lòng, nhưng mà những người họ mới đến hội thánh hay là họ không biết Chúa, họ đâu có biết chúng ta như thế nào, không biết hội thánh mà quý mà cho em làm sao thì họ làm vậy. Amen. Quý mà cho em hiểu rồi đó. Tại nên chúng ta phải bày tỏ sự kính kiền, nhưng mà không phải sự kính kiền của mình mua lấy cái sự đổi ý của Đức Chúa Trời, hay sự kính kiền của mình bày tỏ là mình thiêng liêng, chứ mà Chúa nó không phải vậy. Nhưng mà nếu được thì mình nên kính kiền vậy thôi. Nếu được thì mình bày tỏ sự trang nghiêm mình có đối với Đức Chúa Trời, tại vì mình kính trọng Chúa, vừa yêu Chúa mà vừa kính trọng Chúa nữa, chứ không có coi thường Chúa. Và nói là quý bạn cho em hiểu, quý bạn cho em
Có ai mà dò đầu cha mẹ của mình không? Hay vừa nói chuyện mà vừa đập đầu cha mẹ mình không? Đâu có. Phải không? Con nít thì có, tại vì nó không biết. Chứ đâu có ai lớn mà giống như nói chuyện dò đầu cha mẹ, nhiều khi thương thương đâu có dò đầu. Phải không? Phải nguyên mà em. Tại vì đó là cái gì? Cái tự nhiên của một cái con người bày tỏ sự kính sợ, kính nể của cha mẹ mình vậy thôi. Phải không nguyên mà em? Thì đối với Đức Chúa Trời có những cái hành động mà mình không nên làm, là tại vì nó đối với con người không có bày tỏ sự kính kiềm, thì mình cũng vậy, mình cũng nên bày tỏ sự kính kiềm. Mình bày tỏ cái sự mình kính trọng, mình yêu mến Chúa là một chuyện mà mình kính trọng. Nhưng mà đừng nghĩ rằng bởi vì mình kính trọng thì Chúa sẽ giáng, Chúa sẽ thiêng liêng hơn, rồi Chúa sẽ hành động giữa mình, thì cái đó là sai. Amen. Quý bạn cho em hiểu điều đó. Rồi, tại đó tôi muốn nói cùng quý bạn cho em trong câu 19 một lần nữa, là cái lòng của chúng ta đối với con người cũng vậy, nó sẽ bày tỏ được cái gì ở trong lòng tôi và quý ông bà anh chị em. Và cảm ơn Chúa là nếu người khác mà thấy có Chúa, không phải bởi vì chúng ta té, bởi vì chúng ta nói tiếng lại, bởi vì chúng ta làm cái gì hết, nhưng mà bởi vì họ thấy được là Chúa có ngự trong lòng tôi và quý ông bà anh chị em. Và quý ông bà anh chị em có biết là con người không có expect là chúng ta phải toàn hảo, tức là họ không trông đợi là một con cái Chúa là toàn hảo, nhưng mà họ trông đợi con cái Chúa phải chân thật không? Nhưng mà cho em biết điều đó không? Ta không ai mà tin rằng chúng ta 100% mà hoàn hảo hết, tức là không có lỗi lầm này nọ. Mình cứ nghĩ là mình phải hoàn hảo 100% để cho người khác kính sợ Chúa, không có. Tại vì những cái đó nhiều lúc họ nghĩ là giả hình, tại vì đối với con người không ai hoàn hảo hết. Mà hễ mà ai mà hoàn hảo thì họ nghĩ là chắc giả dối cái phần nào đó. Thế là tới khi mà mình phạm tội, đó là lý do quý mạng cho em thấy không? Tại sao ai cũng phạm tội hết, mà hễ những người mục sư, những người lãnh đạo mà phạm tội làm như là kinh hoàng lắm vậy đó. Nhưng mà đối với chú mục sư với chấp sự với lại tín đồ là bằng nhau hết, phải không quý mạng cho em? Nhưng mà hễ mà chấp sự uống rượu được, mà mục sư uống rượu không được. Chấp sự lỡ chửi thầy được, mà mục sư chửi thầy không được. Quý mạng cho em hiểu không? Đối với con người vậy. Nhưng mà thành ra có những cái mà có những người ngoại họ không có trông chờ sự hoàn hảo, nhưng mà họ trông chờ là sự chân thật của tôi và quý mạng cho em đây. Và họ nghĩ rằng nếu chúng ta có một Đức Chúa Trời vĩ đại thì cái lời nói chúng ta phải ân hậu, cái sự suy nghĩ chúng ta không, cái hành động chúng ta không có sự giả dối vậy thôi. Okay. Đó là điều mà chúng ta cần có. Tôi muốn cho quý mạng cho em thấy một điều. Samuel thứ nhất là 16 câu 7. Cái bài học này là chúng ta có học qua rồi, chúng ta biết rồi. Nhưng mà chỗ này cái bài học lớn với mà anh chị em biết là Samuel 16 câu 7. Khi mà Samuel đến sức dầu cho vua David á, okay, cho một sư dụ hơi lố một chút xíu thôi, tại vì một sư dụ dòm câu nào cũng khoái nói. Tôi nói cùng quý bạn cho em, tôi làm biến nói lắm, nhưng mà lời Chúa tôi khoái nói. Okay. Quý mà trên đây trong câu 1 đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: ngươi buồn rầu về việc Sa-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua cho Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi, ta sẽ sai ngươi đến Isai đạo của tôi, người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người ta đã chọn một người làm vua. Ok, rồi. Cái bài này thôi, mai mốt giảng, tại nó hay lắm, tại vì cái câu kế cũng hay lắm. Samuel nói là sao? Làm sao tôi đi được? Nếu Sa-lơ hay thì Sa-lơ giết tôi đi. Nói cái câu này nó là bài giảng quá chừng luôn của một sư dũng. Nhưng mà quý bạn cho em biết này, ba câu này để nói thứ nhất là tôi chỉ muốn khơi cho quý bạn cho em thấy đây. Đừng bao giờ lo buồn về công việc của Đức Chúa Trời hết. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng tại vậy Chúa không phát triển, tại kia Chúa không phát triển. Tôi thường nói cùng quý bạn cho em điều duy nhất mà nên nghĩ rằng con đóng phần như thế nào về cái sự phát triển của Chúa, con đóng phần về cái sự sử dụng của Chúa như thế nào. Giống như tôi nói hồi nãy, không có mục đích là quý bạn cho em mặc cảm tội lỗi cái gì hết. Nhưng mà tôi nói để quý bạn cho em thấy, nhiều lúc mình nói ôi hội thánh mình không có này không có kia, không có người sẽ có này có kia. Nếu mà không được chuyển dân mà cũng mới có đám chút xíu vậy, sao mà làm được cái khác? Đừng nói đi truyền giáo, bởi vì mỗi lâu lâu đại hạn đây làm tôi mệt lắm. Lâu lâu đại hạn nói ô tụi bây đem người giúp tụi tao đi phát triển đạo thân. Truyền đạo thân có ông Lộc đi rồi, bà Lộc đau tay, có bà Vân ra ngày bị nhức đầu, bà Mười bị đau chân, bà Hiền bị vô viện dưỡng lão, rồi còn bà nào nữa. Quý bạn cho em hiểu không? Tại ra cái nhiều lúc mình muốn làm, nhưng mà tôi đã nói rồi, nếu mà Chúa muốn và mình có lòng thì chắc chắn là sẽ có người. Vậy thôi, Chúa muốn mình làm gì thì Chúa cho để làm đủ vậy thôi. Trong hội thánh mình vậy, tôi dư sức tới vậy.
chưa có ban cần bài nhạc chưa cho đủ người, không phải hay mà cũng đủ người chơi, đủ người hát như thế này thế kia. Nhưng mà tôi muốn nói cùng quý ông bà cho em, nhiều lúc mình cứ lo nghĩ là mình không làm Chúa không phát triển mình, đừng cứ nghĩ gì, mình muốn làm là tại vì muốn cái đời sống của mình toàn hảo cho một Chúa, mình muốn là mình đời sống mình xứng đáng với cái điều Chúa làm trên thập tự giá, chứ không phải là tại vì không có mình hội thánh không phát triển. Quý ông bà cho em hiểu cái sai trật đâu. Amen. Và tôi cảm ơn Chúa, nhiều lúc cái con người tôi cũng nghĩ rằng nếu mà có người này đi chắc tiền bạc sẽ hơn, có người kia đi là hội thánh phát triển hơn. Nhưng mà Chúa không có muốn làm như vậy, tại vì Chúa muốn không muốn vinh hiển vào một người nào hết. Quý bà cho em nghĩ sao nếu mà có một người giàu vô đây, người ta làm 1 triệu một năm, người ta dân 1 phần 10 1 triệu là nhiêu ha? 100 ngàn hả? Ô, 100 ngàn là đã rồi. Trả lương một sư dữ 50 ngàn, 50 ngàn kia xài chứ nào hết. Hả quý bà cho em? Tôi nói 50 hết chứ tôi muốn hơn nha, đừng cứ nghĩ tới 50 thôi. 50 cô không sống nữa đâu. Tôi biết mà chơi này không? Mình nói, ủa sao? Chú không cho 1 triệu phú vô đi nhà thờ, thì phú chỉ cần làm được 1 triệu dân 100 ngàn là quá đã rồi. Nhưng mà biết mà cho em nghĩ sao? Ông triệu phú đó bữa nào ông buồn buồn đó, ông một sư giảng dài của tôi không thích, tôi đi. Chết hội thánh hả? Ai trả lương? Quý mà chơi này không? Chú không muốn vậy. Chúa không muốn là nằm cái sự phát triển hội thánh và cái sự phát ngưng hội thánh nằm trong một người nào hết. Tại đây giờ tôi nói thật, tôi nói có nhiều người cứ chấp phải hoài. Tôi nói bây giờ, tôi nói ngay chính tôi này, không có tôi hội thánh này cũng không chết. Mà không có quý ông bà anh chị em hội thánh này cũng không chết. Tại vì hội thánh này là hội thánh của Đức Chúa Trời. Tới chừng nào mà Chúa muốn đóng cửa thì Chúa đóng cửa thôi. Chứ không không tôi và quý mà cho em không ai ảnh hưởng được công việc của Đức Chúa Trời hết. Tại vì nếu chúng ta ảnh hưởng được là chúng ta là Đức Chúa Trời rồi còn gì. Phải quý mà cho em. Nhưng mà cái gì mình làm được là tại vì Chúa cho phép mình giữ phần mà thôi. Chứ không phải là mình ảnh hưởng. Nhưng mà quý mà cho em đừng lo, tại vì ở đây Chúa nói một tiên tri vĩ đại. Quý mà cho em biết sao là người Chúa chọn rồi Chúa lập phải không? Và người vĩ đại lắm, là tại vì khi Sao Lơ phạm tội rồi nên nhớ là Sao Lơ phạm tội không phải Chúa lội lựa lội người, nhưng mà tại vì dân Israel thấy cần người làm vua thì thôi. Sao Lơ, và Sao Lơ lúc đó đẹp trai mạnh mẽ nhất đối với con người, cái tướng tốt nhất và dữ dội nhất và cũng yêu mến nhất đối với dân Israel. Thì ra muốn ổng làm vua thì Chúa cho sức dầu, nhưng mà nói chung vậy, Chúa luôn luôn có người của Đức Chúa Trời cho công việc của Ngài, theo thời điểm của Ngài. David không ra nếu mà không có Samuel, mà tại vì Chúa đâu cũng muốn David đâu. David chỉ là tạm thế cho vua Sa-lơ, một vua Sa-lơ là tạm thế cho cái đòi hỏi mà đối với cái sự những cái lòng có tội của dân Israel. Chứ Chúa đâu có muốn người nào làm vua dân Israel ngoại trừ Chúa Giê-xu đấng mà trừ đấng mà xa phải không quý mà cha? Rồi mà quý mà cha thấy nữa, người buồn tiên tri của Chúa mà cũng vậy, con cái của Chúa gì cũng buồn hoài, mà tôi lo quá. Tôi lo là ai làm vua giống như sơn dòng như sao lơ phạm tội rồi làm sao. Mà Chúa nhiều khi Chúa nói chuyện rất là vui, Chúa nói chuyện như là Chúa nói chuyện với mình á. Người buồn tới chừng nào vậy? Người buồn có thay đổi gì nữa không? Người buồn sao lơ nó cũng phạm tội, mà trước khi người buồn thì tôi đã có David rồi, bây giờ đi xuất dầu đi, ngồi đó buồn chi, ngồi đó lo chi. Nói chung lại thưa hội thánh của Đức Chúa Trời, đừng lo, đừng buồn, đừng sầu, mà hãy làm cái gì Đức Chúa Trời biểu mình làm. Về đối với Samuel, Chúa biểu cầu nguyện cho dân sự. Đối với Samuel, Chúa biểu lấy dầu đi xức dầu cho con trai của Isai là người ta đã chọn. Thôi, tôi lúc ta biểu người đi, đi. Ta biểu người cầu nguyện, ta biểu người ta thứ, ta biểu người yêu mến ta, rồi cứ yêu mến ta. Biểu người làm chuyện của ta, cứ làm chuyện của ta, vậy thôi. Còn cái chuyện kia là chuyện ta lo. Phải không Nguyên Bàn Trang? Mình sẵn nói luôn nha, đâu phải David được kêu đi sức dầu, ổng là người trọn vẹn đó. Mà sao ngày nay quý bạn cho em và tôi cứ lâu lâu nhầm vô, ông như vậy, ông Dũng kia, ông nào cũng như ông David thôi à. Tôi không phải nói đó để là có lý do tôi phạm tội, mà cái ông được sức dầu bởi Đức Chúa Trời sai đi cũng phạm tội như thường, thì mấy ông như tôi cái gì đâu mà không phạm tội. Nhưng mà nếu mà Chúa xử được Sa-lơ, Chúa cũng xử được David. Mà nếu Chúa xử được David thì Chúa cũng xử được tôi và quý bà cho em nữa, phải không? Đó là lý do để Đức Chúa Trời làm chuyện Đức Chúa Trời. Mà tôi nói thật cùng quý bà cho em, tôi không những sợ để Đức Chúa Trời làm việc, tại vì tôi tội nghiệp cho những người mà Đức Chúa Trời làm việc, tại vì sự làm việc của Đức Chúa Trời kinh khủng lắm quý bà cho em. Chứ không phải mình thấy người ta mà bị giáp phạt vì mình đã quá.
coi chừng là Chúa sợ, tại vì Chúa sợ kinh khủng lắm. Chúa thương xót thì chỉ thương xót tới ngàn đời, nhưng mà khi mà Chúa sợ nhất là những người mà biết Đức Chúa Trời mà phạm tội thì quyến bà che với tôi không nói về cái đời sau gì, tôi không dám nói, nhưng mà khi Chúa sợ, Chúa cũng sợ cộng mình từ quyến bà che. Đó là lý do mà nếu quyến bà che thương nhau, nó thấy người nào yếu đuối đừng có định tội họ, nhưng mà hãy cầu thay cho họ, để họ đừng có chịu sự công bình của Đức Chúa Trời mà họ nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời. Amen. Phan quý mà cho em, rồi quý mà cho em thấy rằng chuyện Samuel là cứ đi đổ dầu, rồi cứ đi xức dầu, rồi cứ đi làm đó để làm cái dân của tế lễ, ta đã chọn cho người một người. Tôi muốn nói cùng quý bạn cho em, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời thấy cái lòng của dân sự của Ngài, theo chương trình của Ngài, thì Ngài đã chọn người rồi, Ngài đã chuẩn bị người rồi, và công việc của người, Ngài luôn luôn có kết quả theo ý của Chúa. Chúng ta không lo sợ. Nhưng mà tôi và quý bạn cho em làm sao cái lòng của mình đừng có đường buồn khổ hơn là những điều gì đã xảy đến cho cuộc đời. Cái lòng của mình đừng lo lắng hơn, cái lòng của mình đừng có nặng nề hơn, lòng của mình đừng có lo về cái tương lai của một cái thế giới mà mình không ảnh hưởng được, nhưng mà hãy lo những điều gì mà Đức Chúa Trời có thể làm được qua đời sống của tôi và quý bạn cho em. Tại vì lời cầu nguyện của chúng ta có thể thay đổi được, cái hành động ngọt ngào của chúng ta có thể cảm động người khác được, hay ngược lại cái lời của chúng ta có thể rủa xả và làm nặng nề người khác được, hay là cái lòng của chúng ta có thể làm cho một người khác mất phước vì cớ cái sự nặng nề trong cuộc đời chúng ta. Cho nên quý bạn cho em thấy khi mà Samuel đi xức dầu thì quý bạn cho em thấy, tôi muốn nói cái câu chót ở đây ở dưới câu 8 thì phải, câu 8 á, xuống dưới chút. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem, loài người xem bề ngoài, nhưng mà Đức Giê-hô-va nhìn thấy ở trong lòng. Tôi nghĩ quý hoàng cho em biết câu này phải không? Đức Chúa Trời không xem cái gì bề ngoài của chúng ta hết. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cho phép chúng ta muốn làm gì làm. Tôi đã nói hồi nãy, mình phải bày tỏ sự kính kiệt của Đức Chúa Trời, tại mình không có thể nói mình yêu Chúa rồi mình muốn làm gì mình làm, phải không? Mình không thể nói là mình kính sợ Chúa rồi mình muốn làm gì mình làm. Mình bày tỏ từ trong lòng, mình bày tỏ ra. Nhưng mà có một điều là cơ cảm của Chúa với mình cho em thấy là Đức Chúa Trời không nhìn cái gì ở phía bên ngoài hết, nhưng mà Ngài nhìn thấy ở trong lòng. Đó là lý do Chúa không nhìn quý bạn cho em mà nói là quý bạn cho em cầu nguyện bao lâu, hay cầu nguyện bao nhiêu, hay là dâng hiến như thế nào, mà Đức Chúa Trời nhìn thấy tâm lòng của quý bạn cho em. Quý bạn cho em biết tại sao tôi khuyến khích quý bạn cho em cầu nguyện không? Tôi khuyến khích quý bạn cho em dâng hiến, tôi khuyến khích quý bạn cho em học từ chí nhiệm, tôi khuyến khích quý bạn cho em thờ phượng Chúa, tại vì những cái điều đó là những điều mà sẽ là một cái cửa mở phước hạnh cho quý bạn cho em vậy thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng mà nhìn thấy tâm lòng, rồi nói rằng nếu lòng quyên bạn cho em muốn thì Chúa sẽ giúp quyên mà cho em làm được cái điều gì và lòng mình ao ước theo quyên bạn cho em. Tại ra tôi không có cần quyên bạn cho em thay đổi gì hết. Tại nếu mà quyên bạn cho em thay đổi vì quyên bạn cho em phải thay đổi thì cái lòng quyên bạn cho em sẽ chai đá, phải không? Tôi sẽ giảng thêm phần quyên bạn cho em. Nhưng nếu mà lòng quyên bạn cho em ao ước của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho cái lòng của mình mềm mại để mà biến đổi. Nhưng mà một trong những cái cách mà để khiến cho lòng mình mềm mại là mình phải guard đó, tức là mình phải bảo vệ cái hòa bình bởi sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và bởi lời hứa của Chúa, và đứng trên lời của Chúa để bảo vệ. Và cái nào lại chúng ta phải nói đừng cho cái sự sống đã có trong chúng ta bị nghẹn ngòi, mà phải giết cái sự chết, không mở dòi cho cái sự chết nó ra, nhưng mà chỉ cho phép sự sống nó ra mà thôi. Quý mình chơi việc đó, tôi nhắc lại, sự sống đã có trong tôi và quý mình chơi, đức tin đã có trong tôi và quý mạng cho em, sự vĩ đại đã có trong tôi và quý mạng cho em, sự dư dật đã có trong tôi và quý mạng cho em. Hãy để cái miệng mình tôn thờ Chúa về sự dư dật mà Chúa đãi mình, hãy để cái miệng tôn thờ Chúa về sự chữa lành Chúa đã ban cho mình trên toàn thế giới, hãy để cái miệng của mình cảm tạ Chúa về những sự vĩ đại mà Chúa làm trên cuộc đời của mình. Thưa quý mạng cho em, không cần xin xỏ nữa, xin xỏ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà dĩ nhiên Chúa nói là các ngươi không xin thì không được, phải không? Phải xin sẽ được, tìm sẽ gặp, cỏ sẽ ra. Chúa nói để cho những người làm biếng nói, ôi Chúa biết rồi, tôi không cần nguyện. Không, đừng có làm biếng, muốn thì xin, không xin thì không được, phải không quý bạn cho em? Nhưng mà xin, nhưng mà hơn cái sự xin á là Chúa sẵn lòng ban cho cái lòng của một người mà không tìm sự giả dối, không tìm những sự mà dâm ô uế luân tuồng, hay những sự mà thờ hình tượng, nhưng mà tìm sự công bình của Đức Chúa Trời. Và buổi chuyện này truyền phát rất là dễ quý bạn cho em, cứ xin Chúa cho chúng ta có sức mạnh để khóa lại những điều gì mà không công bình trước mặt Đức Chúa Trời.
Tôi nghĩ mình biết chứ hả? Khi mình vô tính mình biết không? Biết chứ. Khi mình yếu đuối mình biết không? Khi mình sợ hãi mình biết không? Khóc miệng nói. Dĩ nhiên khóc miệng nói thì nó cũng sình ra rồi, nó cũng sẽ có cái chỗ nào đó. Nhưng mà quý ông bà cho em biết, như tôi đã nói, tại vì đó là một cái thói quen mà cái xác thân mình nó muốn bộc lộ. Khi mình đóng đinh nó bằng cách giết nó chết, khớp miệng nó, không cho nó nói ra làm sao, thì cái đường của sự công bình là cái chân lý, là cái lẽ thật, là lời hứa của Đức Trời sẽ có chỗ để mà tôi và quý ông bà cho em phát huy và nói về sự sống của Chúa. Cho nên buổi chiều nay bài học nó giản dị như nó là cái chìa khóa của sự đắc thắng của tôi và quý ông bà cho em. Và khi mà Đức Chúa Trời không nhìn bề ngoài, Chúa nhìn bề trong, thì quý ông bà cho em biết rằng Ngài có câu trả lời cho từng giai đoạn của tôi và quý ông bà cho em. Ngài có câu trả lời cho từng cái khúc mắc của tôi, quý ông bà cho em. Để rồi, dâu là Samuel, dâu là một tín đồ nào ở trong phòng nhóm của chuyện này, thì Chúa nói rằng không, ngươi không cần phải lo, ngươi không cần buồn thảm, tại vì chuyện của ta thì ta lo rồi. Bây giờ ngươi cứ lo chuyện của ngươi thôi, là chuyện mà ta biểu ngươi làm. Và quý ông bà cho em biết rằng Ngài biểu mỗi một người làm khác nhau. Dĩ nhiên là Chúa là dẫn ngang, nhưng mà có những lúc trong cuộc đời chúng ta Chúa dẫn vào cái con đường khác nhau, tại vì đức tin khác nhau, phải không Nguyên Bạch Trang? Suy tăng trưởng khác nhau, sự hiểu biết là Chúa khác nhau. Nhưng mà chúng ta có một lần để nói rằng nếu mà chúng ta tin thì chúng ta sẽ được. Chúng ta đã học mấy kinh trước tôi đây giảng của Nguyên Bạch Trang. Nếu mà chúng ta không tin chúng ta sẽ không thấy. Cho nên buổi chiều nay tôi dành một vài phút để Nguyên Bạch Trang ở trong lòng của mình, nghĩ là lòng mình của mình ao ước gì cho một Chúa. Tôi cho quý bạn cho em 30 giây để nghĩ là mình cần gì trước mặt Chúa đi. Tại thường thường cái cần của mình nó nhiều lắm, phải không? Mình cần cho gia đình, mình cần cho đời sống, mình cần tiền, mình cần tình yêu, mình cần sự che chở, cần sự che lạnh, mình cần nhiều lắm. Tôi cho quý bạn cho em 30 giây suy nghĩ những điều mình cần. Rồi quý bạn cho em suy nghĩ cái lòng mình ao ước như thế nào. Và Chúa nói Chúa đã được đáp ứng cái nhu cầu của mình rồi. Chúa luôn luôn ban cho chúng ta nhiều hơn những điều mình có thể cầu xin hoặc suy tưởng, thành ra cái điều mình cần Chúa biết rồi và Chúa lo. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ ban cho cái lòng mình ao ước. Khi lòng mình ao ước là thuộc về Đức Chúa Trời thì Chúa không tiếc gì về tôi và quý ông bà anh chị em. Tôi tin rằng quý ông bà anh chị em sẽ được trở lại. Tôi tin rằng quý ông bà anh chị em sẽ được tiếp trở. Tôi tin quý ông bà anh chị em sẽ có những sự lớn thuộc về Đức Chúa Trời. Để rồi chúng ta sẽ không bao giờ nhìn hội thánh của Chúa mà nói hội thánh nhỏ, hội thánh yếu. Nhưng mà chúng ta sẽ luôn luôn nói rằng hội thánh của Chúa không phải là con số, mà hội thánh của Chúa là sự vĩ đại của sự hiện diện Đức Chúa Trời trong lòng của tôi và quý ông bà anh chị em. Xin mời quý ông bà anh chị em đứng lên. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự vĩ đại của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang ở giữa dòng chúng con. Ngài đang sống, Ngài đang mạnh mẽ, Ngài đang làm việc và Ngài đang bày tỏ. Cảm ơn Chúa, chúng con biết rằng có những phong trào để tìm phấn hưng, để có những phong trào để tìm kiếm những đại hội, để mà có những cái sự dạy dỗ lớn của Chúa. Nhưng mà chúng con tin rằng lòng người nào đối khác Chúa thì Chúa có cách để dạy, Chúa có nơi để dẫn dắt và Chúa có điều để mà chỉ dạy và ban ơn cho chúng con. Buổi chiều nay tuy theo lòng khao khát của anh chị em chúng con mà Ngài đầy dẫy của chúng con, nguyện lời của Chúa gìn giữ trong lòng chúng con, vì nơi đó là lẽ của sự sống, các lối của sự sống, các những nhu cầu của sự sống được tuôn tràn. Cho nên bởi danh Chúa Jesus Christ, nguyện Ngài đầy dẫy và khỏa lấp chúng con bởi tình yêu của Ngài, bởi sự yêu thương của Chúa, và tất cả sự chết phải bị trói buộc bởi danh Chúa Giêsu để sự sống được tuôn tràn. Nguyện chúng con khấp miệng với những điều thuộc về sự chết, nhưng mà sẽ mở miệng chúng con với lời của sự sống, lời của sự nhân từ, lời của sự thương xót, lời của sự bình an, và được đầy dẫy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Cảm ơn Cha, nguyện Ngài ban ơn và chúng con không bao giờ thiếu, chúng con không bao giờ bị thất thoát, bởi vì chúng con có Ngài. Chúng con có sự mạnh sức của Chúa, có sự đầy đủ của Chúa, có sự tể trị của Chúa, có những sự thỏa lòng của Chúa, bởi vì chúng con thờ phượng một Đức Chúa Trời của hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, và Đức Chúa Trời có mọi sự, ban mọi sự và không tiếc điều nào với dân sự của Ngài hết. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con yêu mến Chúa nhiều lắm. Chúng con xin Ngài chúc phúc bình an trên mỗi anh chị em chúng con, cho chúng con ra về trong sự sống, sự nhân từ của Chúa, nhất là chúng con nhận được sự lớn của Ngài từ bây giờ cho đến đời đời. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả quý mạng.